Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh Hoạt Quả Mì của em đây. Hôm nay lên sóng các bác của em siêu mẫu nhá, ngũ trường cao cầu các bác nhá. Chim vừa mới về đến nhà thôi các bác ơi. Các bác có thể thấy là bóng bộ rất là đẹp đúng không các bác? Đấy, bóng bộ rất là đẹp, cao cầu các bác nhá. Chim vừa mới về đến nhà các bác nhá, chưa ra được hết form đâu các bác ơi. Quay tạm clip cho các bác thôi. Anh em nào ưng thì chốt, còn anh em nào không ưng thì mai em sẽ làm lại clip ạ. Đấy, các bác có thể thấy là chim nhìn hót rất là hiên ngang luôn các bác nhá. Em này thì chim thuần khoảng tầm 85% rồi các bác nhá, 85-90% rồi các bác. Nói chung là chim thuần, bộ to, dáng thì rất là đẹp các bác nhá. Chim mở với về nhà em, nhưng mà các bác tưởng tượng nhá, đây là trên tầng nhà em, và ở dưới nhà em là đường quốc lộ các bác nhá, nhà em ngay mặt đường. Nên là các bác có thể thấy là còi ô tô nó rất là khó chịu. Mà những em chim này người ta thường thường là từ vùng dân bản ra, có thể nó chưa thích nghi được các bác ạ. Nhưng mà như có những em chim về đây nó không sợ ấy, thì là rất là ok các bác nhá, là nó có thể nó chịu được. Đấy các bác thấy không, bây giờ zoom sát cái mặt cho các bác xem nhá. Chim rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy mặt chưa, mặt đẹp chưa, mỏ vàng nhá. Lông lá đang xuống và cũng đang lên. Chỗ cái cằm của nó các bác có thể, các bác có nhìn thấy không ạ? Đây này, rất nhiều lông ống nhá các bác, đấy chưa, các bác thấy không? Rất nhiều lông ống đấy đang mọc nhá. Mà điện đó vẫn khá là ok. Quay chân cho các bác xem, chân cành đào này, móng miếc đẹp đầy đủ hết các bác nhá. Nói chung là em này thì quá là tố chất để anh em gột gước rồi. Dáng dấp khỏi phải chê rồi, em này khỏi chê rồi. Ở ngoài này miền Bắc này thời tiết hôm nay đang chuẩn bị mưa này các bác ơi. Dreamer, 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 dream
chi mới về các bác ạ, điện nó chưa căng hẳn các bác nhé. Nhưng mà nhìn dáng dấp em này thì quá là phê rồi. Đấy, anh em nào mà bố kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Xong lông em này thì siêu mẫu đấy các bác ơi. Đấy, các bác có thể thấy. Nha. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Em zoom lại cho các bác xem đầu mặt hàng em này một chút nữa. Rồi em sẽ tắt máy. Bây giờ nó sắp trời, sắp mưa rồi. Ôi, các bác thấy không? Rất là đẹp nhá, chân này. Dáng dấp rất là đẹp, bộ to các bạn. Đấy kìa, các bác thấy không? Đấy. Chân này. Thôi em xin phép tắt máy nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác.